Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng lại đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, ai trong chúng ta tu tập thì đều có những cái kết quả chứng đạo như nhau. Đây là điều mà Đức Thế Tôn đã nói ở trong Kinh Đại Thừa, đó là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật ví như thể là một trận mưa rào, trận mưa này rơi vào ở trong một khu rừng rậm rạp. Ở nơi khu rừng đó, những cây mà thân to, nhánh to, lá to, rễ to thì thân cây đó hứng được nhiều nước, và những cây nào thân trung bình, nhánh trung bình, lá trung bình, rễ trung bình thì cũng nhận được một lượng nước trung bình giống như là thân thể của nó vậy. Và thậm chí cho đến những cây cỏ thấp bé nhỏ nhoi ở trong khu rừng kia, tùy theo cái thân phận nhỏ nhoi thấp bé của mình mà cũng được hưởng cái nước mưa từ ở trên trời rơi xuống đó. Thưa tất cả quý vị, giáo pháp của Đức Như Lai cũng tương tự như là cái trận mưa rào kia trong khu rừng của sinh tử, để dập tắt hết tất cả những sự đói, những sự khát, làm cho tất cả cỏ cây là sinh loại của chúng sanh đây được đơm hoa, kết trái, được sinh sôi, được nảy nở. Như thế thì tinh thần giáo pháp mà Đức Như Lai đã tưới rải ở trên mặt đất này cũng tương tự như là trận mưa rào kia vậy. Căn tánh của chúng sanh, có người thì chậm lục, có kẻ thì thông minh, và tùy theo cái căn tánh đó của chúng sanh mà tiếp nhận giáo pháp của Đức Như Lai khác nhau. Chính vì lẽ đó mà từ một Phật thừa thôi, Đức Phật đã vì phương tiện dẫn dắt chúng sanh mà nghĩ ra nhiều thừa khác nữa, để dẫn dắt từ những chủng loại thể tánh căn cơ trình độ thấp kém cho đến những căn cơ thông minh đỉnh đạt giữa cuộc đời này, và từ đó có thể chuyển hóa mình mà tiếp nhận con đường vô lậu giải thoát. Thưa quý vị, dẫu cho chúng ta có thông minh đến cỡ nào đi nữa, nhưng mà rồi tham dục ở trong nhân gian còn bám víu, những căn bản kiết sử phiền não như là tham, sân, si, mạng, nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến là 10 cái căn bản kiết sử phiền não trói chặt cái đời sống sinh tử này. Nếu như chúng ta chưa từng từ bỏ nó và chưa có ý niệm để vượt thoát, thì chúng ta cứ mãi đi trong sinh tử khổ đau, cho đến một ngày nào đó, lẫn quanh ở trong cái sinh tử này cho đến mỏi mòn, chúng ta nhận thấy được rằng tham cũng đã nhiều, sân hận cũng đã nhiều, để rồi cái cuối cùng chúng ta cũng vẫn trắng tay trên tất cả những cái tham dục, sân hận và si mê của đời sống. Lúc bấy giờ đây, chúng ta muốn từ bỏ, chúng ta muốn quay về nương tựa nơi giáo pháp của Đức Như Lai, thì chỉ cần như thế chúng ta mới có thể am tường và thể ngộ vào trong cái giáo pháp giác ngộ của Đức Thế Tôn đã chỉ bày. Vậy thì khi nào mà chúng ta nhận diện được khổ đau có mặt, nhận diện được khát ái có mặt, nhận diện được tất cả những cái sinh tử luân hồi đang có mặt, chúng ta muốn tìm cơ hội để vượt thoát, thì lúc đó là cái cơ hội để chúng ta đến với giáo pháp của Đức Như Lai mà tìm hiểu những cái phương tiện nào thích hợp với căn cơ trình độ của mình để chúng ta tiếp nhận và chúng ta thực hành rồi vượt thoát. Tất cả giáo pháp của Đức Như Lai đang còn ở đó, phương tiện vượt thoát của Đức Như Lai vẫn đang chờ đợi ta đó, con thuyền giác ngộ và giải thoát vẫn đang neo đậu ở bến bờ của sinh tử. Chỉ cần một ngày nào chúng ta bước xuống, vẫy tay để chào cuộc đời này, để rồi chúng ta vững cái tay chèo mà chèo qua bến sông sinh tử này đây, thì khi đó chúng ta sẽ được an nhiên tự tại, vô ngại mà thông dong giữa cuộc đời này. Hy vọng rằng khi đi ngang cái bến sông sinh tử, chúng ta biết chọn những con thuyền mà ở nơi đó có thể giúp cho chúng ta đi qua một cách dễ dàng và thanh thản hơn. Cầu mong tất cả đại chúng sống ở đâu, sống ở nơi nào, làm công việc gì và đối diện với ai, tất cả cũng chỉ là thoáng chốc. Chúng ta nên tri nhận điều đó là thật, để rồi mình không buồn phiền, không khổ lụy, không tham đắm. Chúng ta chỉ vừa đủ để sống với dương gian. Chúng ta hãy xem tất cả mọi thứ như là một thoáng mong manh của kiếp đời vô thường ngắn ngủi, để rồi từ đó đừng có quỵ lụy quá lắm trên bến bờ của sinh tử này. Để rồi một ngày nào đó phải bỏ lại thì chúng ta cũng phải nhẹ nhàng. Có thương tiếc cũng đừng thương tiếc quá, buồn đủ buồn như những cuộc chia tay. Ta để lại không mang theo gì cả, thật nhẹ nhàng như gió lúc ra đi. Cầu mong đại chúng luôn an bình, luôn thanh thản trong cuộc đời còn lại của kiếp người. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu chúc đại chúng luôn an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.